Và thứ hai thì cũng xin chia buồn với lại các bác một tin, lại rằng là cháu Lực bị Mạnh Thường Quân, người ta có điện cho mấy anh em cùng làm với nhau, có nói rằng là sẽ là đe dọa và không muốn cho cháu Lực làm cái chương trình thiện nguyện. Và thứ hai thì cũng xin chia buồn với lại các bác một tin, lại rằng là cháu Lực bị Mạnh Thường Quân, người ta có điện cho mấy anh em cùng làm với nhau, có nói rằng là sẽ là đe dọa và không muốn cho cháu Lực làm cái chương trình thiện nguyện. Một cái hồi ở bên kia thì cũng đã là mấy em thợ là làm xong rồi các bác nhé. Vừa đi qua một tí thôi mà thấy là chỗ này là bị cảm giác như hiện tượng là bị sạt xuống, giặt xuống này. Thưa bác, vừa ra đến đây thì gặp ông đang cắt cỏ này các bác này. Ông ra đây cắt cỏ lâu chưa ông? Lâu rồi. Lâu rồi à? Đây, đeo cho ông một cái mic đã. Ông gửi một lời chào tới các bác không? Chào các bác, các chị à. Mạnh không lên cùng ông à? Không lên cùng ông, hôm nay nhà bà trẻ đó đi hót đất lở, đi hót đất ở đằng sau nhà. À, thế là ra khu bên kia lại đất lở lại vào nhà dân nào không? Vâng. Hôm nay đi hù nó hót. Mẹ cùng bà trẻ nó đi. Thế ông không đi à? Ông không đi hộ người ta à? Hộ thì đây cái thử nó về. À. Bắt cắt nữa, lấy cỏ nữa. Không được, nó không, vâng, không đi được. Đấy, cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, cũng mấy hôm rồi cháu được có bận một chút việc là không xuống đến nhà của hai ông cháu cập nhật cái tiến độ sau khi mà mấy anh em thợ là gọi vật liệu vào và đã chuyển vật liệu là tới đây cho cô bác nhé. Đấy, bây giờ thì mình đi về nhà đó ông nhỉ? Vâng. Ông có cần cháu cầm cái gì cho không? Cầm lắm. À, cái này là ông rau lợn à? Vâng. Vâng, đây ông ăn đi. Đây không đi có. Cái cây này bị đổ hay là ai chặt đấy ông? Nó chặt lấy đi điện treo đi. À, ông chặt à? Không, ông chú. Thế là chặt là lấy dây điện treo đây hả ông? Vâng. À, đây là dây điện là đi xuống nhà của ông này các bác này. Thế còn là dây, còn dây ở nhà Quyết thì thu chưa ông? À? Dây ở nhà Quyết thì thu chưa? Nói thử nó rồi đang kéo đi tôi cái gẹt. Hôm trước sau hôm nay bảo cắt nó bảo chữ. Giờ chưa về hết thì chữ cũng đủ. Vâng. Thời tiết thì là hôm qua là mưa cũng khá là nhiều các bác ạ. Đến buổi sáng hôm nay này. Và sau khi mà cháu được lấy vật liệu vào thì mấy anh em thợ cũng chỉ là chuyển được một chút thôi. Nó cũng là chưa có chuyển hết là 1.500 viên gạch cả. À, hôm nay đi xuống thì thứ nhất là cập nhật cái tiến độ mà làm nhà của hai ông cháu cho các bác ở trên kênh, và đặc biệt là Mạnh Thường Quân trong thời gian qua đã yêu quý hai ông cháu và gửi những tấm lòng vàng để mà giúp đỡ cho hai ông cháu có một ngôi nhà. Và thứ hai thì cũng xin chia buồn với lại các bác một tin, lại rằng là cháu Lực bị Mạnh Thường Quân, người ta có điện cho mấy anh em cùng làm với nhau, có nói rằng là sẽ là đe dọa và không muốn cho cháu Lực làm cái chương trình thiện nguyện, vì là một số cái chương trình là cháu Lực làm chưa có được minh bạch. Thì nếu như bác có theo dõi được là cái thước phim mà hôm nay cháu Lực đăng tải lên thì có những chỗ nào không minh bạch ấy thì là rất là mong bác sẽ nói chuyện trực tiếp với cháu Lực. Anh cảm giác như là khi mà nghe một cái điều gì đấy thì phải nói là rất là khó chịu trong người của bác ạ. Giày đấy đi có thích không hả ông? À, giày đấy đi có thích không? Có thích thì chắc lắm mà.
cũng bảo với lại là những cái hoàn cảnh mà cháu được đi chia sẻ với khi mà nhận được những phần quà của các bác ấy, thường thường là khi mà nhận được những món đồ mới hay các những hoàn cảnh đó, những hoàn cảnh là hay cất đi để mà có dịp thì mới đeo thôi cô bác. Đấy, kể cả ông sò cũng thế, hôm nọ thì cháu Lực cũng đi xuống dưới và bảo với ông thêm thì ông mới tích cực và đeo giày. Đấy, nhưng mà sau khi mà một thời gian ông sử dụng là đi rừng này, lên núi này, hay là thậm chí là ông đi xuống suối này lội thì ông đi rất là thích. Đấy, quay trở lại mà cái câu chuyện mà cháu Lực là Mạnh Thường Quân là có gọi điện, không gọi điện trực tiếp với cháu Lực quá, nhưng mà gọi điện cho bạn bè của cháu Lực là cùng làm chương trình thiện nguyện với nhau này các bác này, nói những cái điều mà phải nói là khi mà nghe là cảm thấy là rất là buồn. Đi đường nào không? Không, đường này lấy cỏ cho cháu một tí. Vâng. Đấy, về cái hoàn cảnh của anh em hải sử ấy, thì đến cái tiết điểm hiện tại hết các bác thì nói chung là cũng đã hết cái trách nhiệm là đối với cháu Lực rồi. Đấy, cháu Lực cũng đã bàn giao nhà rồi, còn là đến thời điểm hiện tại các em đi vào trong nhà ở thì cũng đã được hơn một năm rồi. Đấy, nhưng mà ở phía bên trong đó thì vẫn có rất là nhiều câu chuyện mà nó xảy ra. Đấy, khi mà các em đấy là cuộc sống như hoàn cảnh các em có như thế nào thì cháu Lực biết là chia sẻ như thế thôi. Còn là một số bác Mạnh Thường Quân nói rằng là cháu Lực là diễn này nọ kia, thì nếu như các bác bảo là cháu Lực diễn này kia, các bác có thể là về tới Việt Nam, các bác vào xin mần đến những hoàn cảnh, đến hoàn cảnh của hai anh em hải sử, hay là những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ, các bác tận nơi vào xem là những hoàn cảnh đó cháu Lực có diễn không hay là như thế nào. Cao bắn cá à? Mấy anh em thợ, công việc của mấy anh em thợ hôm nay là hình như là vận chuyển cát của bác ạ, vác cát. Còn là về cái phần cát này thì đã khoán cho mấy anh em thợ hết rồi. Đấy, tương đương là khi mà hoàn thiện cái ngôi nhà này là rơi vào tầm độ bao nhiêu xe. Ôi, bó này tầm độ bao nhiêu cân nào? Tầm 25 cân đấy. Tầm 25 cân à? Ông đi cắt cỏ lâu chưa? Đi gần tiếng rồi. À, cái này là đem về cho ông nhỉ? Ừ, thật vậy. Cái rau lợn này. Thôi rồi. Trâu của nhà ông không buộc ở kia nữa à? Lại chuyển ra đây buộc rồi à? Ra đây rồi. Trâu của nhà ông thì là nhìn phải nói là mặc dù là ông chỉ có là hai ông cháu thôi các bác nhé. Đấy, nhưng mà về những cái gia súc gia cầm này ông không thua kém cạnh gì bất cứ nào, những hoàn cảnh nào mà cháu Lực đi chia sẻ cả. Nhưng mà so với lại trâu của nhà ông, so với lại những cái hoàn cảnh khác mà cháu Lực đi chia sẻ thì các bác nhìn thấy là trâu là trâu nào nó to hơn các bác. Con trâu này là ông là cũng chỉ nuôi được là 4 năm thôi ông nhỉ? Ờ. 5 năm rồi. 5 năm rồi ông? Ừ. À. Trước là cháu xuống chia sẻ là hỏi ông là được 4 năm, nhưng mà đến bây giờ là được 5 năm ông nhỉ? Vâng. Vậy thế là hai ông cháu mình cũng bắt đầu là đi với nhau là một cái chặng đường là gần 1 năm rồi đấy ông ạ. Ừ, gần 1 năm rồi. Và đến tháng 11 hay sao ông nhỉ? Tháng 11. Tháng 10 một năm. Tháng 11 đã đến bây giờ là được 2 năm. À, 1 năm rồi. Đấy, thời gian rất là nhanh. Đấy, nhưng mà sau 1 năm, 1 năm vừa rồi thì các bác nhìn thấy được rằng là những cái thành quả mà cháu Lực giúp đỡ cho hai ông cháu. Đấy, nhưng mà công lao lớn nhất là Mạnh Thường Quân. Đấy, yêu quý hai ông cháu thì hai ông cháu mới có những cái phần quà như thế. Đây, rau lợn của ông này.
Thời tiết này vừa mưa xong thì dưới đây không oi mấy ông nhỉ? Vâng. Hôm nay mới chẳng một tí. À. Đấy, ở đây thì quay trở lại cái câu chuyện mà cháu Lực là bị Mạnh Thường Quân nói xấu cháu Lực đấy. Thì nếu như cũng như ở cái video này thì gửi một lời tới bác Mạnh Thường Quân, thì nếu như bác có cảm thấy là những chỗ nào diễn ấy, thì bác rất là mong bác sẽ về Việt Nam một chuyến để cháu Lực cùng bác đi vào những hoàn cảnh đó để mà cho bác biết được rằng là sau khi được các bác giúp thì Mạnh Thường Quân thay đổi như thế nào. Đấy. Ở đây thì khi mà các bác giúp ấy, các bác ở bên nước ngoài thì các bác chỉ biết là gửi tiền thôi, các bác không biết là cái các em hàng ngày các em ấy những hoàn cảnh đó là như thế nào. Đấy, cái câu chuyện này thì là trên thước phim của hai cháu thì cháu Lực là chia sẻ lên một chút thôi. Đấy, ở đây từ bây giờ thì sẽ không có chia sẻ thêm là bất cứ những câu chuyện nào cả. Điện này là vào đúng không? Ừ, vào. Điện nhà hàng cháu thì sau khi mà kéo về đấy các bác thì là cũng chỉ biết là để tạm như thế thôi các bác nhé. Đấy, sau khi mà nhà cửa xong ấy thì sẽ là mà sẽ đi lại đi dây điện cho nó gọn gàng. Hai ông cháu mình đi xem nhà một tí không? Vâng. À, bên kia thì là đó. Mấy anh em thợ là thu hồi được lên lên đấy không nhỉ? Vâng. Thế là nếu có cắt thì nó làm xong rồi, cắt đã. Hết cắt. À, nếu không bắt cắt là làm xong à? Vâng. Thế là gạch là mấy em thợ là chuyển từ trên kia xuống là đây một chút rồi không? Vâng. À, đây là gạch từ trên kia đúng không? Gạch cái chi đấy. À. Thế là vẫn lấy tời xuống chứ không? Hả? Mấy anh em thợ là vẫn lấy tời xuống nhé. Vẫn tời xuống. Vâng. Bây giờ phía bên này thì các bác nhìn thấy này, rằng là một cái hồi ở bên kia thì cũng đã là mấy em thợ là làm xong rồi các bác nhé. Còn bây giờ là thêm là một cái hồi ở bên này nữa. Và một cái hồi ở bên này nữa thì có thể là được lập mái rồi. Chắc là tầm độ mấy ngày nữa được lập mái rồi không nhỉ? Vâng. Ôi hôm nay nước phải nhiều đấy không? Đây nữa. Vâng. Hôm nay chuyển cắt rồi chú Toán hôm nay ấy. Này chữ cát này chữ ván cái này thôi này nào. À, đây là một ngày hay là một buổi chú? Ngày đấy. Ngày. Thế chào chú Toán đấy. Có mấy hôm không gặp chú Toán rồi nhỉ? Cháu có một chút công chuyện đấy cho nên là chưa xuống được. Cháu chào cô chú với là các bác anh chị. Thế là công việc của mấy hôm nay thợ là chuyển cát thôi hả anh? Vâng. Sáng nay chưa làm được cái hồi kia thì hết cát đi lấy cát. Một thế là cái hồi ở bên kia là bây giờ mới hoàn thiện, sáng nay mới hoàn thiện à chú Toán? Vâng. Mỗi lần bác thì được tầm bao nhiêu cân hả anh Phong? Chắc phải hơn 30 cân. Dạ? Hơn 30 cân. Hơn 30 cân á? Có vẻ như là cát này còn ướt quá nhỉ anh nhỉ? Vừa xúc từ nước lên đấy. Thành ra là xúc từ nước lên á? Đúng rồi. Nhưng mà cát đợt này chắc là mưa nhiều thế thì cũng có nhiều hơn nhỉ? Sạch hơn. Thì nặng đổi ra thì được một tí. Chỗ này là được một khối chưa chú? Chưa được một khối á. Vâng. Hôm nào là tầm được 10 khối rồi. Thời tiết có vẻ như hôm nay là không được nắng mấy nhỉ? Sáng nay có mưa. Làm một buổi hoặc một ngày cứ 2 3 ngày không làm được thế này. Vâng. Thế là cứ làm được một hôm là mưa 2 3 hôm mà chú. Vâng. Được 4 5 hôm rồi. Vâng. Mà hôm nay thì là thời tiết là hôm nay là thời tiết là mưa nhiều quá cô bác ạ. Thành ra là dân đến là đằng sau tả ly này cũng bị sạt đâu đó là khá là nhiều. Ở đây thì có bị sạt thêm không ạ ông? À bị sạt thêm à? Vậy cái này mà bây giờ mà kinh phí để mà dư ra thì đổ được thêm một cái hàng kè này thì
tuyệt vời hơn. Đây hôm nọ thì ông cũng làm ở đây là một cái chỗ mà để mà ngăn chặn nước các bác. Bây giờ thì có vẻ như là nó bị trôi xuống đây. Trôi xuống thành ra là bây giờ những cái đằng sâu này này là bị là có đất cắt rất là nhiều. Cũng khá phải nói là khá là khó khăn khi mà gặp những cái trường hợp là như thế không bác. Sau khi mà đào nền nhà được một thời gian rồi là không có bị làm sao đấy, nhưng mà sau khi mà vào xây thì mới bắt đầu là mỗi chỗ là bị sạt một tí. Thế là đằng sau này thì là càng ngày là càng sạt rộng ra rồi. Đằng sau này thì sạt như thế thì nó cũng không có gọi là ảnh hưởng cái gì đâu cả các bác ạ. Nó sạt rộng ra thì mình mỗi lần sạt thì mình sẽ hót đất nó đi thôi. Còn ra phía bên này thì máy nữa sẽ cuốc ở thêm cái phần đi lại để đi các bác nhé. Đường thì sẽ chuyển ra hướng bên này này. Rồi, sáng hôm nay mấy anh em thợ thì cũng phải nói là lên được phần là một bên thu hồi rồi các bác. Đấy, đang lên phía bên kia thì có vẻ như là hết hết cát. Thì ra là mấy anh em thợ lại tiếp tục là đi vào lấy cát. Còn ở phía trong nhà thì vẫn chưa có gì thay đổi các bác ạ. Phần thô thì chưa có hoàn thiện cho nên là đi vào thì cũng vẫn như những cái video trước mà cháu Lực xuống chia sẻ thôi. Ở đây thì hôm nay là chỉ có khác thêm một chút là về cái phần mái thu hồi thôi. Ở đây thì lanh tô thì đổ rất là dày các bác nhá, lanh tô này. Cái này thì cái lanh tô thì cũng gọi là cũng đúng, mà cây sang cửa thì cũng đúng các bác. Nó có hai tên gọi đấy, mỗi miền nó làm một cái kiểu nó gọi các bác. Đấy, ở trong phòng khách này thì cháu Lực cũng đã chia sẻ rồi các bác ạ. Như nhà của hai ông cháu ấy, chỉ có hai ông cháu ở thôi, cho nên là để mà làm nhà rộng quá sau này thì cũng chẳng có ở hết cả, làm một cái ngôi nhà mà hai ông cháu đủ vừa tầm để mà sinh hoạt thôi. Đấy, còn về những cái ô này các bác, những ô này là không phải ô thoáng đâu các bác nhé. Ô này là cái ô mà dàn giáo của mấy anh em thợ. Đấy, sau khi mà hoàn thiện sẽ mấy anh em sợ thế đắp vào thêm. Đấy, còn ô thoáng thì sẽ là phía trên này thôi các bác nhé. Ô thoáng ở nhà vệ sinh nhé. Khá là cao quá. Ô thoáng thì là cháu Lực để là 1m8. Đấy, 1m8 các bác nhé. Đấy, phải nói là khi mà đang đào móng ấy, nhìn trong khá là hẹp các bác ạ. Đấy, nhưng mà sau khi mà xây tường lên ấy, thì là nhìn trong mấy rộng rãi các bác. Ở đây thì phòng ngủ của cháu Lực cũng chỉ tính đâu đó là thứ nhất là một cái tủ này, nếu như có kinh phí mua tủ, và thêm là một cái giường nữa. Và hiện tại thì là có một phòng thì là đã có giường sẵn rồi các bác nhé, là được là bà Vương Kim Thanh là gửi cho cháu Lực là 2.500.000. Thì trong đó thì sẽ mua một cái giường và mua một cái bàn học nho nhỏ cho Mạnh. Đấy, ở đây thì cháu Lực vẫn tính rằng là ở trong này sẽ có gồm là ba thứ rồi các bác nhé, là một cái giường và một cái tủ thêm là một cái bàn học nữa, thì nó sẽ vừa với lại là cái kích thước của nhà rồi. Đấy, hai phòng thì kích thước là nó đều như nhau cái hết rồi các bác. Đấy, hiện tại thì là cát của máy em đợi thợ thì cũng đã dùng như đâu đó là gần hết rồi các bác. Thì hôm nay mấy anh em đội thợ đã sẽ tiếp tục bổ sung cát vào sau. Đấy, cho Lực xé lên trên này cho các bác là nhìn từ phía trên cao xuống một chút các bác nhé. Đấy, cái hồi bên kia thì là bây giờ đã lên hồi rồi các bác. Cái hồi thì để mà nếu mà làm cao quá thì nó không đẹp, và làm tầm này thì nó đã vừa đủ, hầu như là cái tỷ lệ này thì khi mà ai làm nhà thì người ta cũng đều
là làm như thế rất là nhiều các bác ạ. Đây bên này thì mấy anh em thợ là chỉ có xay được lên là một chút thôi các bác. Đấy, khi mà mấy anh em thợ xay thì đều dùng cái thước này để mà đặt lên trên này xem là nó có đá chuẩn và đá thẳng chưa các bác nhé. Đây ở đây thì các bác nhìn thấy đây rằng là nó hơi lạch lạch một chút thôi các bác. Đấy nhưng mà do lạch là cái phần là múi vứa này các bác này, anh em thợ là chưa có gạt ra thì chắc là nó không có được bằng phẳng một chút. Đấy nhưng mà nếu mà để mà nói là cái tỷ lệ mà để mà bằng của nó thì nó rơi vào tầm độ là bằng là 90% rồi các bác. Để mà nói 100% thì sẽ không có bằng được. Cái công việc của mấy anh em lợi thợ thì là hôm nay là lấy cát, còn là cái tiến độ làm nhà của mấy anh em thợ là tới đâu rồi thì cháu Lực đã cập nhật cho các bác là cùng biết rồi. Hôm nay thì mấy anh em thợ là hoàn thiện cái phần thu hồi bên kia, còn là ngày mai thì mấy anh em thợ sẽ được hoàn thiện là cái phần hồi bên này và hồi dưới và chắp tên thì có thể là lập mái được rồi. Một ngày làm thì độ tầm là 3 ngày làm mưa rồi. Bây giờ thì ông đi cắt cỏ không? Ông có thấy tuyệt vời không khi mà thấy là nhà của mình bây giờ nó đã lên được một cái hồi rồi. Đây là bây giờ chỉ cần lên thêm là hai cái hồi ở phía bên này thì có thể là đi vào trong ngủ được rồi ông nhỉ? Đấy. Vào trong tại vì là lợp mái mà. Lợp mái sâu thì mưa to thì vào trong được. Nhưng mà mấy cái bàn này đúng không ạ? Mới cho thì rút thủng rồi đấy. Vâng. Cái bạt này thì mua lâu lắm rồi. Vâng. Nó để mà cái loại bạt này mua thì nó đâu đó chỉ được tầm vài tháng thôi các bác. Là phê, nó mới không phê, được lâu cả. Mới phơi nắng thì giòn nhanh lắm. Vâng. Đây là hôm nào là ông ấy thì nhờ người hàng xóm ra để mà san cái này cùng ông nhé. Chứ được không để cho nó lên cao quá đâu. Không lên cao quá là mấy anh em thợ là chắc là không có đến đâu. Hôm nay nó hót cả bên kia xong nó mới cắt chát về. Cắt xong nó chát thì ông kề bên tà ly, chân tà ly bên kia xuống đấy. Vâng. Bây giờ ông lấy đá trước đi ông thế này. Ông xem là lấy đá trước đi xong là để mà chuyển đá ra đây xong là lúc nào cuốc kia ra là mình kè luôn không? Kè cái này lên xong là bước kia này có phải kè xuống để lấy chắc xi dài làm mương một tí đi. Vâng. Nó có không. Vâng. Cái chỗ kia là mỗi năm là không có nước đâu nhỉ? Chỉ mỗi năm nay là nó có nước rồi đúng không? Năm nay có nước mà. Vâng. Nên là mưa nhiều quá rồi. Vâng. Đấy là ông cháu mình chỉ ra phía bên này xem nào. Mạnh đến tối nay là ông ấy đi đón Mạnh à? Vâng, chưa biết. IC thì hiện tại là vẫn còn khá là nhiều các bác. Ở phía bên này là có một chút đây và phía bên này thì có một chút đây. IC thì đấy, chắc là đâu đó bây giờ là độ tầm 60 bao có không? Hơn đấy. Hơn 60 bao à? Nên mai phải là ông phải đuổi hôm nay. Bây giờ nó ở dưới nó cứng hết rồi. Thế là ông phải lấy đập ra không ạ? Không mà sau này là IC chết là học đấy. Này cái này là hôm nọ ông vừa mới làm đây này. Ôi giời. Nó thủng dưới nó đi. Đúng rồi, nó bị giò đi không? Nó bị giò đi xong là mỗi lúc mà nó bị giò một tí. Ông lấy rau lợn từ đâu ấy? Dưới đây, lấy bòn dưới đây. Mà ông cúc cái đây xong rồi nước xuống đây. Cái này không? Cho nước xuống đây á? Đây là nếu mà sau này cuốc ra đến tận đây là nước không ngấm được vào đây rồi. Vâng. Thế đất của nhà ông thì là sẽ làm con mương bé nó xuống đây. Vâng. Cho đường người đi lại được. Vâng. Cái thế đất của nhà ông thì nó thuộc dạng là cái đất cát cho nên là đất cát mà hay là bị xói mòn nhiều quá. Vâng. Trước lúc đào xong độ tầm một tháng thì không sao không nhỉ? Vâng. Nhưng mà xong bắt đầu là làm nhà nhá, bắt đầu làm nhà xong thì mới bị ảnh hưởng các bác ạ.
đấy là bị ảnh hưởng, không phải là bị ảnh hưởng là khi mà đào móng đâu, là bị ảnh hưởng là do là thời tiết là mưa nhiều quá. Chết mưa nhiều. Cái bây giờ đấy là sụp xuống rồi, mưa to nó cái này cũng mòn nó, trên nó sụp xuống rồi. Vâng, thế là bây giờ là mình phải kè được không nhỉ? Vâng, bây giờ phải kè. Đây thì hiện tại là phần kinh phí không đủ ấy các bác. Thì ông ở nhà thì sẽ cho ông là đi lấy đá về, mót đá về, xong là để mà kè lên. Chỗ này thì nếu mà để mà đá thì giờ tầm ra bao nhiêu khối đá không? 3-4 khối mà. 3-4 khối đá à? Kè bước đây lên xong đây là lấy nó xa lên một tí nữa là kè đây lên một khoảng 1 mét. À. Xong kè mưa đó mới không. Thấy ông thấy ông cứ tính xem là như thế nào thì ông bảo với cháu nhá. Đấy, xem là đến lúc đấy xem là còn kinh phí không, nếu mà còn kinh phí thì có thể là trích ra được, còn nếu mà không có kinh phí thì không thể trích ra được. Đấy, nhưng mà hiện tại là kinh phí là nó sẽ chưa có đủ ông ạ. Đấy, cũng nói với ông là cái điều này trước để cho hai ông cháu mình nó hai ông cháu mình hiểu hơn, chứ để tránh trường hợp là ông cứ nghĩ là cái kinh phí còn nhiều ấy, thành ra là ông cứ kỳ vọng vào ấy. Tôi phải nói là khá là đáng buồn của bác ạ, sau khi mà làm mà cái phần đào phần móng xong, hoàn thiện phần móng rồi thì chỗ đây là bắt đầu là nó bị giòn nước ra đấy. Đây là mọi năm là không bị đâu đúng không? Nó không bị mà, bây giờ nó cho nước cát thì đi đầu sâu xuống thì nước dồ kia nó chìm dưới nó xuống. Vâng. Cũng trước thì nó từ đến con đường này thôi mà nó không ra được. Vâng. Đây đây thực hiện. Giờ đó đầu đây thấp xuống này. Hai ông cháu mình đi một tí thôi là cái nhìn thấy là bắt đầu sạt sạt này, vừa rồi là vừa đi qua đâu các bác nhá. Qua bây giờ nó lại. Đây, vừa đi qua một tí thôi mà thấy là chỗ này là bị cảm giác như hiện tượng là bị sạt xuống này. Đấy, còn về cái phần bị sạt của nhà ông đấy các bác ạ, thì nó sẽ bị như thế nào thì cháu được sẽ khắc phục của bác nhé. Ở đây thì nếu như các bác là theo dõi được là những cái thước phim mà ôi kia thì bị ấy. Chỗ đây ông có nuôi cá không đấy ông? Không có đâu. Không có à? Không may là cái tảng đá này bị lung lay, khi mà cháu được giấm phải thì nó bị nghiêng ra các bác ạ. Phải quay trở lại mà cái câu chuyện mà cái chỗ thế đất của nhà ông đấy các bác. Thì nếu như nó bị sạt lở thế này các bác này, thì nó bị sạt một chút thôi. Nếu mà để nó sạt nhiều thì nó cũng không có sạt nhiều. Thì cháu được sẽ cùng ông tìm cách nào mà để khắc phục. Đấy, và ở đây thì nếu như các bác có theo dõi được rằng là những thức phim về hoàn cảnh của nhà hai anh em Hưng Thuận ấy, thì là cũng là nền nhà thì cũng là điều bị thế, cho nên là khắc phục bằng cái vấn đề mà làm mà kè lên. Tại thời tiết thì đến buổi chiều thì mới bắt đầu là nắng lên. Ủi ở đây các bác có rất là nhiều con muối này, không biết là các bác có nhìn thấy không. Em phải nói là cái đàn muối này nếu mà đốt thì có vẻ như chỗ này là nhà ông có rau răm cho ông nhỉ? Vâng, có mấy cóc ở đây. Cái chỗ rơm này nó bị phân hủy là gần hết rồi không? Cái kia đang phân hủy thôi. Cái này thì cái nước này để mà nó ngấm đi vào ruộng các bác thì nó cũng rất là tốt, nhưng mà đến bây giờ ấy thì là không có dám vào trong đâu, tại vì là khi mà mình đi vào ấy thì nó bị vi khuẩn ấy, nó bị ăn vào chân ấy, như kiểu thuộc dạng như kiểu là nước ăn chân ấy. Ở đây thì chắc là vừa mới mưa tạnh rồi các bác này. Các bác nhìn thấy như thế những cái lá rong này này còn bị ngấm, còn bị ngấm nước ở trên này này. Thế là chiều tối là ông có ra đón Mạnh không hay là Mạnh tự về? Nó không về đâu, phải đi đón. À, là phải đi đón à? Không đi chơi học thì bị. Mạnh là chưa được ở trong trường không? Biết thứ tư mới đi học mới biết. À,
thứ tư là đi học à? Thứ tư. Thế là thứ tư đi học lại ở trong trường luôn đúng không? Chưa biết được. Cái điện thoại cũng hỏng không. Điện thoại là bị làm sao rồi không? Nó cũng cắt rồi, nó không nói được. À, cái sim của ông đúng không? Đúng. À, cái điện thoại của ông là nó là thuộc kiểu điện thoại là 2G đúng không bác? Và bây giờ thì 2G là ở bên Việt Nam thì hầu như người ta cắt hết rồi. Thế là cái này là phải, có khi là phải mua máy mới rồi đấy. Đúng. Đây nó bị cắt đấy. Chứ có phải đi ăn thuê bổ quỷ 2 ngày đi mua rồi. Vâng. Thưa các bác, không lâu nữa thì là hai ông cháu sẽ có một ngôi nhà mới ở chính cái mà cái thứ đất của nhà ông cháu đã ở từ rất là lâu rồi. Đấy đến cái thời điểm hiện tại thì ông với lại là Mạnh, ông bé Mạnh thì cũng năm nay thì cũng được được 6 tuổi rồi các bác. Đã lên lên lớp 1 rồi. Và những cái năm tháng mà trước kia mà Mạnh còn nhỏ đấy, có thể là ông còn vừa điệu Mạnh, xong lại ông lại vừa phải đi làm thêm những công việc ông là hiện tại đang làm nữa. Đấy, về những cái khoảng thời gian đó thì chắc là đối với ông thì ông sẽ không bao giờ quên cả. Đây là cái này là ông trồng lâu chưa? Không lâu rồi, được 2-3 năm. Được 2-3 năm rồi ông, cái này ấy. Có vẻ như trồng theo cái khe suối này là nó rất là thích hợp ở đây ông nhỉ? Vâng. Nó lấy châu bục kia nó phun châu suối xuống. Nó lại tốt thêm nhỉ? Nó nước lũ xuống là hỏng hết rồi, nhưng nó lại lên. Lấy chi rồi, chỉ là lấy quỷ nữa. Nhà Quyết thì có vẻ trồng lạc là khá là nhiều đấy ông nhỉ? Vâng. Sống nhiều. Mấy hôm rồi là không có gặp Mạnh rồi đấy cô bác ạ. Mấy hôm trước thì cháu được có bận một chút công việc đấy cô bác, là không có ra được nhà hai ông cháu đấy. Nhưng mà mấy anh em thợ là làm mà tới đâu thì mấy anh em thợ cũng đều là liên lạc lại với cháu. Lấy cỏ nó không theo về ra dạ? Thím lấy cỏ bên kia đi mà. Cái gì ông? Tổ ông á? Không, bảo thím về lấy thách cổ nó không theo về. Chắc đi rồi. Cái thách cổ bên kia đi. Xem là mày có ra đây không hả ông? Chắc không ra, ở ra nó đi đến liều. Kết nó nhiệt đi. Quên là, kia là Quyết nhờ? Quyết. Trên kia cứ tưởng là có Mạnh ở trên kia các bác, nhưng mà không phải. Nhất cho chỉ nó thôi. Đây là mấy bạn của nhà của nhà hai vợ chồng Quyết đấy các bác. Tôi không biết là làm gì ở trên kia đây. Chắc là đang cho gà ăn hay sao ông nhỉ? Lượn đây. Mới lượn vợ ở trên đây. Cái cỏ đây cũng đi rồi. Vâng. Đây là đủ rồi không? Đủ tí thái cây chuối cho chuẩn thôi. Này lấy nhiều không có. Nhiều quá mai lại không có gì để cho vào nữa ông nhờ? Vâng. Hầu như là lợn của nhà ông là cũng chỉ là ăn những cái cây cỏ dại là đều như thế này cả không á? Chỗ phần phía trước mặt này các bác nhá, sau này thì sẽ phải hạ, sau này là sẽ phần xe này có là hạ thấp xuống nữa.
Cái cột đèn này là sao là chuẩn bị tháo được đấy ông ạ? Cao đến nhà rồi. Cột này thì máy nướng hai ông cháu mình sẽ tháo ra để ở trước cửa nhà ông ạ. Vâng. Khi làm thông băng thì xong mới. Vâng. Mình làm xong cái phần hiên ở kia thì mình mới để được cột ông ạ. Vâng. Để đây thôi. À một tí là thay cái chuối này để vào không? Ừ. Chuối này. Anh thưa các bác, cái công việc hôm nay của mấy anh em đội thợ cũng như là hai ông cháu để cháu lúc cũng đã cập nhật cho các bác là cũng biết rồi. Ngôi nhà thì vẫn chưa có gì là thay đổi hay nhiều cả. Đấy, lên được một cái phần là mái hồi ở bên kia thôi. Và ngày mai thì mấy anh em thợ sẽ lên hết chỗ này, với lại là thêm là dứa nữa. Thì là chắt ở ba cái hồi xong thì có thể là lập mái được rồi các bác. Chắc là độ tầm một tuần nữa thôi. Đấy, nếu như không có mưa nhiều các bác. Nếu mà còn nếu như là mưa nhiều, còn mưa ít thì mới làm được các bác. Ở đây thì năm nay thì có vẻ như là một cái năm mà phải nói là đối với lại là dân bản trên vùng cao này là một cái năm mà là thiên tai của bác ạ. Một đây, có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu được cũng xin được cùng ông là chia sẻ từ đây các bác. Ông gửi một lời chào tạm biệt tới các báo nhé. Vâng. Chào các em các chị nhá. Đây, cháu được cũng xin được là hẹn quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh bản em. Và xin chào các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và rất là mong các bác sẽ đồng hành cùng cháu Lực trong cái chặng đường thời gian sắp tới cô bác nhé. Xin chào các bác. Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhé. Đấy cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ của bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Vâng, nước uống hàng ngày. Đúng là nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút thì là để cho lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút ông nhỉ? Vâng. Này không? Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này của bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này của bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh của bác. Ôi, màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại và cháu Lực bán hộ là ông Sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không ông? Ông thì có lời cho các bác các chị thì khi ra lúc này để mà uống bình nước và uống hàng ngày thôi. Các chị liên quan đến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chị các em các chị. Nên nữa thôi, không biết nói nhiều, xin cảm ơn các chị, các bác. Xin cảm ơn.